Xin chào quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực Thành Đạt. Thì Thành Đạt cũng làm rất là nhiều những cái video về đồ quay nướng, nhưng hôm nay thì mình làm một cái đoạn video này cũng là quảng cáo bá cho thương hiệu của mình luôn. Thì nhà mình thì ngoài việc là quay video chia sẻ cho anh chị em nhà mình cái nghề quay nướng, thì hiện tại thì Thành Đạt có mở xưởng sản xuất, chuyên sản xuất và cung cấp dồi sụn cho những bạn đang làm quay nướng trên cả nước. Thì những bạn nào mà đang làm quán nướng này, hoặc là bún đậu mắm tôm này, quán ăn quán bia này, mà các bạn có nhu cầu lấy các loại dồi sụn ngon, chất lượng, được làm 100% bằng lòng non và được sản xuất trên những cái dây chuyền hiện đại nhất, thì các bạn có thể liên hệ với Thành Đạt để đặt hàng ủng hộ cho mình nhé. Phần rau nguyên liệu này thì số lượng nó rất là nhiều, nên là mình sẽ trộn đều hết tất cả các loại rau này lên, sau đấy mình băm ra và trộn đều lại. Thì mình chia thành từng túi bột, thì ngày mai là sáng mai là mình có khoảng 10 công thức to ấy. Mỗi một công thức là 100 cân thì mình sẽ dùng một túi bóng. Còn nếu mà để sáng mai mà mình làm thì mình sẽ không kịp lại, nên là hôm nay là mình phải chuẩn bị cái nguyên liệu này cho buổi ngày mai luôn. Thì là buổi ngày mai sáng mai là mình xay thịt rồi bắt đầu vào làm lòng thôi đấy. Cái thứ hai nữa là khi mình làm được như này, mình đổ nó tái được ra này, thì cái phần rau nó sẽ sạch, hoặc có những cái gì mà nó bẩn nữa thì mình sẽ nhặt lại nốt lần nữa trước khi mình băm ấy. Băm cái rau này thì mình chú ý là nó khẩu độ nó vừa phải. Nếu mà mình băm nhỏ quá, nát quá thì đến lúc dồn vào lòng thì nó khi ăn nó thì không có cảm nhận được cái rau đâu nữa, mà băm mà dài quá thì nó chọc vào nó sẽ làm vỡ hết lòng. Thế nên là cái băm rau này cũng cực kỳ là quan trọng cho vấn đề làm lòng. Hôm nay mình sẽ bật ví cho các bạn cách luộc lòng làm sao để không bị vỡ này, không bị heo, và làm sao để mà đạt được cái tỷ lệ lòng ngon nhất, không bị khô nhất. Thì trước tiên thì khi làm xong đấy, thì dòng sản phẩm này nhà mình là làm bằng lòng non không? Thì mình sẽ xăm một loạt này,
Thường thì là dụng như cứ mỗi một đốt này mình sẽ xăm một lỗ thôi. Nếu mà nhà mình xăm nhiều quá thì nó sẽ ra hết nước, nó sẽ mất ngọt. Đấy, sau khi xăm xong thì mình đợi nước ở trong nồi sôi. Sôi rồi thì mình mới được cho lòng vào nha các bạn nhé. Còn nếu mà nước đang lạnh các bạn cho lòng vào thì luộc mình ngâm rất là lâu, nó sẽ hao hết lòng. Nước sôi thì các bạn thả lòng vào đây, các bạn luộc đến khi nào mà nước sôi quay trở lại. Khi nào mà nước mà nó sôi quay trở lại thì mình sẽ tắt bếp và mình sẽ ngâm cái lòng này trong vòng khoảng 10 phút. Thì là lúc đấy là đã lòng này đã chín. Đấy, thì đây là nồi lòng mình vừa mới cho vào để luộc. Thế còn bên này là lòng mình đã luộc chín này các bạn này. Đây nhá các bạn nhé, lòng này đã luộc chín này. Đấy, thì khi chúng ta sờ thì cái lòng nó cứng hơn nhất ở bên trong này rồi. Thì bây giờ đợi mang lên để phơi ở trên nhà trên, phơi ở trong điều hòa để cho nó khô cái lòng này đi. Đấy, nhiều bạn lấy lòng nhà mình đấy thì bây giờ luộc xong mình nhìn nó rất là nhiều nước như này, nhưng sau quá trình này mình còn phơi để cho ráo hết nước nên nhà mình bắt đầu mới cấp ra thị trường. Thế nên anh em nhà mình rất là nhiều bạn thắc mắc là tại sao mua lòng nhiều chỗ 50, 60, 70 là vì nguyên nhân là họ luộc rất là dối và chưa có chín kỹ. Đấy, còn nhìn lòng nhà mình đây là tất cả là đều được luộc theo quy cách rồi, vì thứ nhất là trong cái lòng này nhà mình là không có chất bảo quản nên là phải luộc chín thật kỹ và bảo quản thật tốt thì cái này mới để được lâu được. Và nếu mà mình mà luộc dối như ngoài thị trường thì phải cho chất bảo quản vào đây. Nếu không cho chất bảo quản vào thì chỉ 1-2 hôm sau là nó chua là sẽ không dùng được nữa. Được luộc và ngâm đấy thì ra đây tất cả nó đều lạnh hết, không bị vỡ nát ra như là nhiều chỗ. Không nhiều bạn thắc mắc là hỏi trên kênh của mình là tại sao một luộc lòng này nó hay vỡ là nó có nguyên nhân của nó cả, do cái cách luộc của mình nó chưa đúng. Sau khi luộc xong mình đặt nước sôi mình lại bắt đầu tiếp tục mình lại cho cái lòng muối vào. Cho muối vào đập nước sôi lại thì mình lại tắt bếp lại ngâm. Quy trình luộc và ngâm đi tập lại như vậy. Sau khi mà luộc xong ấy thì sẽ đưa lên giàn này và phơi quạt ở trong cái phòng điều hòa này để cho nó mát. Đây, những cái lòng này là sau khi phơi này nó sẽ khô và nó khác hoàn toàn với cái nó quắt lại. Đấy, nó co lại, nó khác hoàn toàn với cái lòng mới này nhé. Cái này thì sẽ mất khoảng một tiếng đến hơn một tiếng phơi ở bên ngoài này cho nó nguội, thì nó lạnh hẳn đi thì mình mới cho vào tủ lạnh. Đấy, làm cái hàng này rất là cầu kỳ, làm hàng ăn này nó không phải đơn giản như là mình làm áo ào là đến lúc dùng là nó bị chua hết các bạn. Nên là làm cái này rất là kỹ tính đấy. Cái lòng mà khi luộc xong được sấy khô này nó sẽ khác hoàn toàn với cái lòng bên ngoài thị trường đấy. Các bạn mua lòng thị trường về nó sẽ trắng như thế này, tại vì người ta không có sấy khô mà người ta ngâm vào nước lạnh xong là người ta bỏ ra, người ta đóng gói chân không. Thế như của nhà mình đây là mình đưa vào sấy khô này thì cái lòng dầu sụp của mình nó đã lên màu rồi này, nó chuyển màu vàng như này. Thì các bạn nướng chỉ cần nướng sơ qua cái nào nó vàng ươm luôn. Và thứ hai là cái này nó rất là khô ráo, nó không có tỷ lệ hao, nó rất là rèn đấy, khác hoàn toàn với bên ngoài thị trường. Tại sao nhiều bạn bảo là lòng nhà mình cắt, nhưng mà khi sử dụng lòng nhà mình quen rồi ấy thì anh em lấy toàn 30-50 cân một lần thôi chứ không có lấy lẻ, tại vì nhà mình bán buôn nên là không có bán số lượng ít. Với thứ hai là cái dòng sản phẩm này ấy, thì mình không phải dòng sản phẩm ngắn để mà bán cho siêu thị nhà hàng, mà mình chủ yếu là giao cho hệ thống anh em bán lẻ thị trường, bán trực tiếp cho người dân đấy. Cái lòng này mà cấp đông ấy thì nhà mình chú ý một cái phần nữa là khi cấp đông ấy thì các bạn phải để giải ra tủ để cho cái rồi sụp của mình nó được tiếp xúc một mặt với lại lạnh này thôi. Tại sao nhà mình phải đầu tư rất là nhiều tủ như này, tại vì một chỉ để được một lượt thôi, còn nếu mà các bạn mà để chồng lên nhau nhiều ấy thì cái độ lạnh nó không có thì nó sẽ hỏng mất. Đấy, mình chỉ xếp một lượt như này, xếp ngay ngắn như này,
xong mai nó đóng đông rồi thì mình lại cậy lên, mình lại chuyển đi cho khách. Đấy. Rồi sụn của Thành Đạt nhé, thì chia sẻ với các bạn là khi các bạn mua cái rồi sụn nhà mình về ấy, thì nướng ấy, là lưu ý đầu tiên là các bạn phải nướng than ở sát rồi sụn, cách rồi sụn khoảng 10cm thôi, để cho cái rồi sụn của mình khi nướng ấy là nó không bị khô. Và thứ hai là mình nướng như vậy thì mình sẽ ức chế bắt cái rồi sụn này nó vàng ngay lập tức, nó không ra được nước, thì tỷ lệ hao nó sẽ chỉ có 10% thôi. Đấy. Thứ ba là khi các bạn nướng như thế thì cái rồi sụn của mình nó không tiết được cái nước này ra, thì nó sẽ giữ được cái độ ngọt 100% của cái rồi sụn. Đấy. Và có cái đặc biệt nữa là khi các bạn lấy rồi sụn nhà Thành Đạt về thì các bạn nướng, các bạn không cần phải quét dầu, không cần phải lên màu, mà khi các bạn chỉ cần nướng là nó đã tự lên màu rồi. Khi mà bán cái thịt nướng chum này ấy, thì anh chị em nhà mình kết hợp với cái rồi sụn này thì sẽ tăng được doanh số rất là nhiều. Thứ hai là cái rồi sụn nhà Thành Đạt thì nó có rất là cái nhiều cái ưu điểm. Một là mình dùng toàn bộ cái nguyên liệu gia vị tự nhiên. Hai là mình dùng toàn bộ 100% bằng lòng non các bạn nhé. Thì cái lòng non này khi mà nướng lên ấy, thì cái độ thơm của nó và cái khói mỡ này của nó này rất là thơm này. Thứ hai là ăn rất là cuốn. Đấy. Nhà mình thì ở đây là mình là cuộn to, mình cắt ra chứ mình không có làm cái loại rồi sụn ngắn ngắn công nghiệp như ở ngoài thị trường. Nên là rồi sụn của Thành Đạt nó là độc quyền, từ trước đến nay mình đã bán đến hôm nay là 4 năm rồi, nhưng mà gần như là anh em lấy nhà mình là 100% là bán hàng đều là thành công. Tại vì khi cái sản phẩm này đến tay khách hàng thì được đánh giá rất là cao, ăn nó không bị khô này, nó có ưu điểm là không bị khô này, độ ngọt nó cao, và khi anh em mang về để nguội cái rồi sụn vẫn thơm. Mình đã chia sẻ cho các bạn cách nướng, thì các bạn theo dõi thấy hay thì các bạn đăng ký kênh và ủng hộ kênh giúp mình nhé. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Cái miếng rồi sụn thì sau khi nướng xong ấy thì giòn vàng, chấm vào cái nước chấm hòa quyện này thì mình ăn là cảm giác là nó có cái lan tỏa cái gia vị rau thơm ở trong miệng, và cái độ giòn sừng sực của thịt, giòn sừng sực của sụn và cái độ ngọt của thịt nó quyện vào nhau. Cái này rất là tốn bia nhé, ra là ăn miếng nữa các bạn, ăn này không không dừng lại được, hơi tốn bia.